Hello, xin chào mọi người. Bây giờ là đang có mẫu, hai cái mẫu này là mẫu mình ưng nhất này. Đây là iPad Pro 9.7 các bạn nhé. Phòng này là dòng năm sản xuất ra đời của nó là 2017. Cái dòng 9.7 này nó khá phổ thông so với cái kích cỡ màn hình ấy. Nó khá phổ thông, còn cái dòng 10.5 này là màn hình đã to hơn rồi, có kích thước là màn hình 10.5 rất rộng, trải nghiệm rất hay luôn. Nó là màn hình của nó thì là lớn, cái mẫu màn hình này thì là anh em vẫn đồn thổi nhau nó là cái mẫu màn hình có thể nói là ở trong cái phân khúc 10 triệu là chạy chơi game là mắc phê 12 120 Hz rồi. Là nhưng mà mình không chơi game nên mình không quan tâm vấn đề đấy, mình đang xem phim các bạn nhé. Mình đang xem phim, cái này thì là mình đang xem phim, nó bị ngắt tí do wifi. Cái này dòng này là dòng 10.5 các bạn nhé, 10.5 4 loa iPad Pro 14 loa. Chúng ta sẽ phải cho nhỏ tiếng đi để tránh mặt quyền. Đây là phim phi vụ triệu đô, mình vẫn đang xem bộ này. Đây là tập mà phần 5 rồi các bạn nhé. Dòng 9.7 thì nó nhỏ hơn một tí đấy. Về kích thước ý, thì là nó khá là không chênh lệch nhau mấy, nhưng mà về phần LCD ở phía trong ấy thì 9.7 nó nhỏ hơn 10.5 rất nhiều. Đấy, anh em soi cái lõi màn hình ở bên trong ấy. Alo. Máy gì nhỉ? Của ai nhỉ? Bao nhiêu cái đây? Mình bên giao hàng nào đây? Cái gì anh? Không phải rồi nha. Chú kia, chú xuống chú gọi điện cho mày cái gì? Bây giờ cái mẫu máy tính bảng iPad Pro 9.7 này thì là khá là nhỏ gọn đấy. Dòng này thì đã hỗ trợ bàn phím các bạn này. Đấy. Hiện tại bây giờ mình đang có sẵn còn duy nhất một cây này nhá. Anh em nó lấy để lên đơn luôn. Con này thì là bây giờ mình bán là hơn 7 triệu. Có cả full box luôn anh em nhé, full box luôn, cả hộp luôn nhé. Hộp con này là đây, hộp dòng iPad Pro đây. Còn con này là 10.5 là mình bây giờ chỉ để xem phim đấy, con này không bán, giữ lại một con chỉ để xem phim. Dòng này là con này là con wifi đấy. Bản only wifi các bạn nhé, bản only wifi này nó không có giải anten ở trên. Anh em nào mua thì để lại số điện thoại hoặc là gọi trực tiếp cho mình nhé. Đấy, hai con này nó có cái nam châm của cái bàn phím này, hút nam châm để dính nhau luôn này. Anh em nhìn này, đấy, dính luôn. Nào gọi điện nhiều thế. Alo. Ôi giời, cái thằng xe ôm ngất đấy, cái khúc này không bảo trước. Rồi ok, bảo nó chờ đấy anh em, chờ nhau nha. Quang đem cái thùng 5 mét ấy đem. Rồi ok, bye bye. Đang review dở cùng nó lại điện thoại nhiều quá. Thế rồi anh em mua iPad Pro 9.7 nhá. Chốt lại này, full phụ kiện giá hơn 7 triệu, bản 4G. Đấy, full box luôn nhá. Bye bye. Hàng đẹp 99 nhá.